Đấy, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hitomeore. Hôm nay chúng ta tiếp tục với phần 2 trong chủ đề chú ý trong phát âm trong tiếng Nhật nhé. Trong bài học lần trước này mình đã dạy các bạn một vài từ rồi. Hôm nay mình dạy gốc phần còn lại. Đây là chữ là. Về phiên âm chữ Romaji thì nó sẽ là chữ R. Nhưng mà bình thường người Nhật sẽ phát âm là chữ L. Nó gần với chữ L hơn. Là. Được chưa? Mình sẽ phát âm là la. Và mình sẽ phát âm cả hàng a nhé. Da, di, du, de, do. Được chưa? Và có một từ mới mình dạy các bạn đó là la cư đà. La cư đà. La cư đà là con lạc đà. La cư đà. Mô-si-rô-đi-sô. Để xin 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 mô hát chương sử dụng mô lại tài nhé. Hai. 下を中に入れちゃダメです。R ダメです。これはラララルじゃないです。ラです。これはラリルレロラリルレロです。これはラクダラクダです。OK ですか？次、ひだれん、じゅお、đây là trợ từ nhé, trợ từ. Nhưng mà trong phiên âm Romaji người ta sẽ hay viết thành W O, đọc là O O. Nhưng mà thực chất nó chỉ là O, được chưa? Và chúng ta sẽ đến ví dụ cụ thể. Chúng ta cùng hiểu. O giờ là cái O. Tatoeba này, sử. Ikimasu. Tatoeba, oishi mizu o飲む。で、新先生お願いします。はい。これがあるな。ここだけちょっと言って。これは発音1回です。おーじゃなくて、おです。これ、おーですね。おー、おー、おーです。で、これも同じです。例文はですね、おいしい水を、で、お、お同じですね。を飲む。なので、私も美味しい水を飲みます。飲んでください。はい。日本の水は美味しいですよ。すみません、飲み方が雑で。はい。美味しいですか？美味しいですか？美味しそう。日本の水ね、美味しい。東京の水ね、美味しいよ。で、ちょっと、チェンさん。Phần tiếp theo, đến với hàng xả xịu sổ. Người Việt Nam mình hay phát âm chữ xả này gần với chữ xả. Âm này là khép hai răng lại nhé, thì sẽ ra được chữ xả này. Còn nếu mà không khép hai răng lại thì sẽ thành chữ xả. Được chưa? Cái này là đam mê này, bắt chữ là đam mê. Xả. Xả ra là để xả. Để chúng ta sẽ phát âm chữ này. Si, ya, si, ya, sha, si, yu, shu, si, yo, sho. だけは、新先生、お願いします。はい。これ、ちっちゃい理由がありますね。なので、しゃ、しやを、しゃって言います。これは、さですね、さ。さではなくて、しゃです。これも、しゆ、しゅ。これは、しよで、しょ。しよ、しょ。です。で、例文は、例えばこの例、単語は、写真。写真ら。写真。写真ら、あい。こういうな、あい。で、これは、趣味。趣味。趣味。趣味。趣味。趣味の査定。でこれは書類、書類、書類、書類ではなくて書類です。次、ユダレンボイハンザ。はい。今日の日本人は、日本人は、ザ。khi mà chúng ta khép hai răng này thì chúng ta sẽ phát âm được thôi, đơn giản thôi.
và không phải là nếu mà không ghép hai răng lại thì sẽ thành là chữ dạ, nhưng mà khi ghép hai răng lại thì sẽ thành là dạ, được chưa? Ví dụ này, gì, gì ạ, dạ, gì, gì, gì ạ, gì ạ, được chưa? お願いします。はい、ですね、これはさですね。すいません。さ、これはザですね。こうしちゃダメです。ダメ。本当にダメ。はい、これはジやジャです。ジャ、ジや、ジャ。で、これはジユ、ジユ、ジュ、ジュって発音します。これはジオ、ジオ、ジョ。じゃあ発音します。これはじゃあね、じゃあね、じゃあね、じゃあね、こういうのは、じゃあね、じゃあね。で、これは自由、あ、え、自由じゃん、じゅ、あ、すみません、大丈夫。これはじゅ、じゅ、じゅです。うーな、ギョザーみな、いじゅんたせべ、ギョザー、じゅ、じゅのすむあい、はい、こういうのは、す、じゅ、これも十ね。十。十。これは？これは？見えますか？彼女。うん、彼女。彼女いますか？彼女いないんです。すみません。欲しいですか？彼女。彼女が。怖い。はい。彼女、ヒモの彼女ね。怖い、今回の怖いけど、まあ、長女ファブない、ヒモミミホや。で、せっかくここに、な、無用。恋人と同じね、彼女。いいですか？はい、じゃあ改めて、うん、もう一回ね。ラ、ラ、お、お、シャ、シュ、ショ、シャ、シャ、シュ、ショ、シュ、ショ、シャ、シュ、ショ、ジャ、ジュ、ジョ、ジャ、ジュ、ジョ、ジュ、じゃ、以上です。以上です。じゃあね。じゃあね。